Thành lập từ năm 2015, Nam Dương Group giờ đây đã vươn mình trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân có mức độ tăng trưởng thần tốc. Hơn 500 nhân sự, một trụ sở chính, 6 chi nhánh kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nam Dương Group tự hào sánh vai cùng cộng đồng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam, kiến tạo nên những tổ ấm nâng tầm chất lượng sống, góp phần thay đổi diện mạo đô thị nước nhà. Hình ảnh những ngày đầu sơ khai với biết bao khó khăn vất vả vẫn còn in đậm trong ký ức người sáng lập. Sau 10 năm bền chí, quyết tâm tiến bước với khát vọng trường tồn, Nam Dương Group đã hoàn thiện thành lũy đa tầng kiên cố, đúc kết từ văn hóa người Nam Dương, chuyên nghiệp, tử tế. Chuyên nghiệp trong kinh doanh, tử tế với cộng đồng xã hội, đồng điệu trong tư duy, đồng tốc trong công việc và đồng hành vì mục tiêu chung, toàn tâm, toàn ý, góp sức vào sự phát triển của tập đoàn và xã hội. Giá trị cốt lõi, nền tảng thành công của Nam Dương Group là đoàn kết, chính trực, kỷ luật, khát vọng, khác biệt. Nam Dương Group đang hướng đến trở thành một tập đoàn đi ốc kiểu mẫu với sứ mệnh nâng tầm chất lượng sống người Việt thông qua đầu tư phát triển đa dạng các dòng sản phẩm chất lượng, với cam kết luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu qua hơn 5.000 sản phẩm đất nền, phố thương mại ở phân khúc giá tầm trung đã chuyển giao đến tay khách hàng. Chăm chút tỉ mỉ từ khâu thiết kế dự án đến sản phẩm đầu ra phù hợp tiềm lực tài chính đại bộ phận nhà đầu tư, từ đó chinh phục được niềm tin yêu của quý khách hàng trong suốt 10 năm qua. Tiếp nối thập kỷ chuyển mình rực rỡ và nối dài chuỗi tăng trưởng bền vững trong thập kỷ tiếp theo, Nam Dương Group đã kích hoạt chiến lược tái cơ cấu toàn diện mang tên Bừng sáng kỷ nguyên Nam Dương, với tâm thế sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng trưởng, chinh phục những kỳ tích mới, vững vàng bước đi trên con đường trở thành định chế tài chính dẫn đầu, không chỉ là nơi làm việc tốt nhất mà còn là nơi kiến tạo tương lai bền vững cho tất cả thành viên đại gia đình Nam Dương và cộng đồng xã hội. Song hành với các hoạt động kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp CSA là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu trong định hướng chiến lược phát triển bền vững. 10 năm qua, Nam Dương Group đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, thực hiện hàng ngàn chương trình thiện nguyện lớn nhỏ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó có đến 70% dành cho các hoạt động trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực giáo dục và chăm lo cho thế hệ trẻ, như trao tặng học bổng tiếp sức đến trường, trao tặng kinh phí xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình giáo dục. 30% kinh phí còn lại thực hiện các chương trình xây cầu dân sinh, đường giao thông, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương và hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ nguồn quỹ này, nhiều gia đình khó khăn đã có cuộc sống ổn định trong ngôi nhà mới khang trang. Nhiều điểm trường vững chãi hiện diện giữa núi rừng, miền biên viễn xa xôi. Hàng chục ngàn em học sinh vững bước được đến trường, thanh niên được hỗ trợ sinh kế, người già, phụ nữ và trẻ em được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Chặng đường một thập kỷ vừa qua chỉ mới là sự khởi đầu cho sứ mệnh nâng tầm chất lượng sống cộng đồng. 10 năm, khoảng thời gian tuy không dài để viết lên lịch sử, nhưng đã có ý nghĩa lớn lao để đánh dấu mốc son trưởng thành của một tập đoàn. Nam Dương Group sẽ tiếp tục vươn xa trong thập kỷ chuyển mình rực rỡ và trở thành viên kim cương sáng, dẫn đầu ngành bất động sản Việt Nam.